Đều đặn mỗi tuần một lần, ông Hải phải ra sau nhà để vận hành hệ thống lọc, để lấy nước sinh hoạt cho gia đình. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ, nước ra từ cục lọc đục ngầu, nhiều cặn đen cáu bẩn. Chưa có những chỉ số đo lường về chất lượng như tỷ lệ vôi, phèn và các kim loại nặng trong nước. Nhưng quá trình sử dụng, gia đình ông Hải rất lo lắng. Hiện nay cái lượng phèn nó rất nhiều, trong tất cả cái đồ dùng của trong nhà là hàng ngày, hàng tuần là phải xúc rửa. Và gia đình tôi là phải làm một cái hệ thống lọc ở đứng ở phía ngoài, thì dùng hai bồn bơm lên bồn trên và phải lọc xuống bồn dưới, nhưng mà cũng vẫn chưa sử dụng được. Gia đình tôi phải mua thêm một cái lọc ở trong nhà thì mới dùng được. Cũng với hệ thống lọc nước tương tự, nhưng gia đình anh Long chỉ dùng để rửa bát, tắm giặt và tưới cây. Còn nước uống và nước để nấu ăn hàng ngày, gia đình phải thường xuyên đi mua 3 bình một tuần. Nhà tôi mà xài nước á, là tôi phải qua cái lọc, qua mấy cái lọc lớn, rồi qua cái lọc nhỏ. Nhưng mà thấy vẫn không bảo đảm, vẫn có phèn. Nên là nấu ăn, nấu yết các kiểu là tôi phải dùng bằng nước bình. Nước bình mua á, là khoảng mười mấy, 20 ngàn một bình á, rất là tốn kém. Đề nghị là cố gắng là có nước máy, nước sạch cho bà con khu phố dùng là tốt nhất. Khu phố Suối Cam có khoảng 400 hộ dân. Để có nước sử dụng, người dân ở đây phải đầu tư từ 10 triệu đến 15 triệu đồng để đào giếng, khoan giếng. Tuy nhiên, chất lượng nước các giếng đều không đảm bảo. Vì vậy, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân hết sức bức thiết. Các hộ dân này đều khoan giếng. Đấy, nhưng mà 10 cái giếng là 10 cái đều nhiễm phèn, nhiễm vôi rất là nặng. Thì như vừa rồi các anh vào kiểm tra mấy hộ dân ở đây, nước là rất là bẩn. Đấy, mà hiện nay là nhu cầu của bà con nhân dân chúng tôi ở khu phố đây là rất là tha thiết, là nhờ cấp trên tạo điều kiện làm sao để cho bà con chúng tôi trong khu phố có cái nguồn nước sạch. Bà con nhân dân là rất là mong chờ cả bao nhiêu năm nay rồi. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước cho biết, để giải quyết nhu cầu bức thiết của bà con, công ty đã tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài thống nhất với chủ dự án khu dân cư ASEAN Leafview Suối Cam về việc chủ dự án bàn giao lại hệ thống cấp nước để công ty tiếp nhận vận hành. Trên cơ sở đó, công ty sẽ đầu tư các hạng mục liên quan và sẽ cấp nước sạch cho bà con trong thời gian tới. Theo cam kết với chính quyền thành phố, của nhà thầu, của đơn vị chủ tư đó thì nó có chậm một chút. Thì công ty cũng đã trực tiếp liên hệ với lại cái đơn vị thực hiện đó, cố gắng làm sao làm trong cái tháng 3 này là xử lý kỹ thuật cũng như là các cái đảm bảo cái yếu tố liên quan để bàn giao công ty tiếp nhận. Và sau đó đầu tháng 4 chúng tôi sẽ lên kế hoạch là lắp nước khai thác cho khu vực dân sinh này. Nước sạch là nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Người dân khu phố Suối Cam cũng như khu vực lân cận rất mong dự án sớm triển khai để đảm bảo sức khỏe, đời sống của nhân dân.